Những năm gần đây, việc chị em tìm đến mổ xẻ thẩm mỹ, đặc biệt là làm mũi để có một diện mạo xinh đẹp hơn đã chẳng còn xa lạ gì. Bởi phái đẹp vẫn rỉ tai nhau một chân lý rằng 80% đường nét bên trên gương mặt ra quyết định bởi chiếc mũi. Đương nhiên ai cũng có một lý do riêng để bỏ mặc không may mà đụng dao đụng kéo như vậy. Có người thì muốn dễ hơn trong công việc, có người gì gặp phải biến cố gì đó anh cũng có thể có người chỉ dễ chơi là sửa một chút cho đẹp tươi hơn mà thôi. Cô nàng Tú Anh 33 tuổi, tới từ thành phố Hồ Chí Minh bên dưới đây chính là tình huống sau cùng. Gương mặt của Tú Anh gần như thay đổi hoàn toàn sau khoảng thời gian đi làm mũi. Theo như chia sẻ của Tú Anh, lý do làm mũi của cô chỉ là vì thấy mình chưa đẹp. Cô nàng kể lại, tháng 2 năm ngoái, sau một thời gian hướng đến khá kỹ bên trên đủ phương diện từ khoa học đến phong thủy, mình mới ra quyết định thực hiện. Lúc đó mình đi một mình, không có bất kỳ ai đi cùng, hiện giờ nghĩ lại thấy gan dễ sợ. Bác sĩ nói mũi mình bị ngắn ngang hết nên mình làm cấu trúc laser, lấy sụn ở tai để nâng. Tổng chi phí tại thời điểm chính là 45 triệu. Vì có gây nên không đau buồn gì, ngủ dậy là có chiếc mũi đẹp luôn. Mình làm kết thúc nằm nghỉ 30 phút rồi lên taxi đi về như bình thường. Vài ngày đầu mình chỉ sưng một chút còn sót lại không làm hay gì cả. Tú Anh nói thêm. Góc nghiêng thần thánh của Tú Anh hiện tại. Sự liệu mình cách đây 1 năm rưỡi của Tú Anh sau cùng cũng mang đến quả ngọt. Chỉ với thay đổi ở chiếc mũi mà gần như lột xác thành một người hoàn toàn khác, trẻ đẹp anh đẹp tươi hơn không ít đối với trước đây. Không cách thế, cô còn có luôn góc nghiêng thần thánh mà bao người ao ước. Vì vậy mà chẳng có gì quá lạ khi chính Tú Anh phải thừa nhận một chiếc mũi đẹp tươi ra quyết định 80% gương mặt. Mình chỉ sửa mũi thôi mà cả gương mặt khác đi hoàn toàn. Một anh đi hình ảnh hiện tại của Tú Anh,